Ok và hello anh em nhá. Chào anh em quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Tiếp tục với series đó chính là Học viện Mega nha anh em ơi. Thì lại có cái sự kiện đó chính là fan cứng nhận gift code nha anh em ơi. Thì anh em hãy vào cái fanpage của Học viện Mega ha. Chúng ta sẽ đây cái sự kiện này, fan cứng tuần 17. Thì anh em muốn có code anh em hãy like và bình luận fan cứng nhận quà để điểm danh ngay này. Chú ảnh comment này xong gửi đến cho cái trang Học viện Mega này thì anh em sẽ nhận được một cái code riêng nhá. Mỗi người sẽ có một cái code riêng ha. Rồi ok, chúng ta sẽ từ từ ạ. Mình sẽ quay lại game lại. Đây. Tiệp Pokemon nó sẽ ăn sáng. Phục hồi tài nguyên tuyệt vời. Tôi đang có khoảng gần 70k. Hiện tại bây giờ mình đang muốn mảnh nhá. Mình đang muốn mảnh xịn để nâng cấp thêm cho những con Pokemon của chúng ta lên á. Ví dụ như Hoppa chẳng hạn. Mình đang cần nâng cấp Hoppa, Hoppa rất là khỏe, rất thích nâng cấp Hoppa. Và nâng cấp cả con bọ ngựa đỏ luôn anh em ạ, cho nó khỏe luôn. Những cái thứ mình đang cần này, chúng ta sẽ được thêm game này. Mình sẽ nhận được khoảng 200 game. Cũng khá được, đấu trường cho sẽ vào một tí. Hơi mạnh quá nhờ, chúng ta sẽ đấu với những cái team này yếu yếu thôi. Cái team này chẳng yếu đâu anh em. Team này cũng rất khỏe. Rất là khỏe và rất là bá đạo. Không dễ để chúng ta có thể ok, chắc là tôi sẽ vượt qua được. Ok. Chúng ta đã được anh em nhá. Chúng ta đã thắng được cái team này với Iveto. Iveto 4 sao đã rất là ngon rồi anh em. Mà Iveto ở đây tôi lên 5 sao thì phải. Iveto đang 5 sao. Khỏe nữa anh em, Iveto Hoppa đang là 6 sao. Ok, tôi cần 2 Hoppa cơ. Bây giờ nâng cấp Iveto lên tiếp nhỉ? Yeah, theo mình nghĩ là thế. Hoặc nâng cấp Hoppa lên 8 sao thì thấy bảo là khỏe anh em. Mình đã có hai con rất là ngon ở trong này. Mảnh vạn năng thì tôi có 78 mảnh này. Ok, tôi sẽ kết hợp luôn con này ha. 80 mảnh luôn. Rồi anh em ơi, kết hợp được Iveto ngon nghẻ luôn. S cộng à, nâng cấp này, xác nhận này. Chúng ta sẽ nâng sao cho con này luôn. Tội gì nhá. Yeah. Khỏe hơn khá nhiều đấy anh em ạ. Ok, mấy cái này còn tiếp phải nâng cấp thêm nữa. Đột phá. Tôi cần cấp độ anh em biết cấp độ bao nhiêu đấy. Bồi dưỡng kỹ năng. Con này có thể bồi dưỡng được anh em ơi. Có cả cao cấp luôn à. Cái này có cả xu thường và xu cao cấp anh em. Xu thường à, ok. Sẽ bồi dưỡng kỹ năng cho Iveto lên. Cho nó khỏe lên anh em, tội gì anh em. Đúng rồi. Thăng cấp. Úi, nice. Con này đang hơi yếu đây. Tiễn sẽ nâng cấp thêm nha anh em ơi. Hiện tại là có thể lên cấp thêm dành cho Iveto. Con này khỏe đấy anh em ạ. Bá đạo phết đấy. Chưa mở khóa skill dưới nhỉ. Trang sức còn khá nhiều thứ mà mình chưa nâng cấp à. Tình bạn à, nâng cấp nhanh đi. Có thể là đam chính của chúng ta mà anh em, nên nâng nhá. Rồi bây giờ thì tôi sẽ còn cái sự kiện gì thì mình chơi sự kiện đấy thôi, miễn phí này. Đẩy xu à, đi VIP 6 anh em nhá. Chiêu tài cũng xong rồi. Thần thú, thần thú điểm là 18.000 điểm. Top 3 thì ngon anh em ạ. Top 3 thì sẽ được một con S cộng và thêm 80 mảnh nữa là sẽ lên được 5 sao ấy. Top 3 đang là 15.000 điểm. Khó phết anh em ạ nhá. Không dễ đâu. Làm sao tôi có thể lấy được đạt VIP 5. Top 4 đang là 10.000 điểm này. Top 6, nếu mà có thể đến được top 6 thì sẽ ok anh em ạ. Rút 10 lần. Quy tắc xem nào. Chúng ta chỉ còn một vài tiếng thôi anh em ạ. Hiện tại tôi bao nhiêu điểm? Tôi không biết tôi bao nhiêu điểm luôn. Ta khai có 3.960. mình nghĩ là chỉ cần đến từ 4 đến 6 thôi là mình sẽ nhận được con S cộng này.
quá ngon luôn đấy, thật. Top 3 thì khó quá, chẳng biết có được không anh em. Thật ra là không biết là có liệu có được không ấy. Con đấy ngon đấy anh em ạ, con Pokemon đấy là rất ổn luôn đấy. Ok, cho thêm 100 game cơ, ngon vãi cả đạn luôn anh em, tự nhiên được thêm 100 game. Rồi anh em ơi, game này dần dần cho sẽ mạnh lên. Cái con kia nó đua là chắc chắn là sẽ ngon anh em ạ, tôi đảm bảo với anh em là ngon ha. Nhận và tặng tất cả nhá. Thẻ phiêu lưu, chiêu tài, rút thẻ. Mình đang có khá nhiều thẻ, mình có thể mình rút được, mình đang có 66 thẻ. Mình đã để 100 thẻ. Ui, mở một lần được con S cộng anh em ạ. Masnamai. Và đạo thế. Không ngờ được luôn con S cộng. Ngon thật sự luôn. Evetro, ok, miễn phí đấy. Nhưng mà cái rút đi. Tên ho nhỉ. Sorry anh em nhá. Ok anh em ơi, một lần thì được 10 điểm. 10 lần thì được 100 điểm à. 10 lần được 100 điểm, 10 lần mất khoảng 680. Mà 100 lần bao nhiêu? 1 lần được 10 điểm, 10 lần thì được 100 điểm, 1000 lần thì được 1000 điểm. Ui khó lắm anh em ạ, thật sự là khó. Phải mất đến hai mấy nghìn game mà chắc gì đã được. Đấy, con này khó lắm. Thôi nha anh em, tôi nghĩ là thôi. Cái này, cái sự kiện này không dành cho nông dân anh em ạ. Theo tôi nghĩ là không dành cho nông dân đâu. Anh em đừng có đánh, tốn thời gian, thật sự là tốn thời gian luôn. Mình lên được 13999. Đấy được không nhỉ? Zirachi à? Toàn S cộng mà. Con này sẽ búp tăng cường sức mạnh cho sấm sét anh em. Khá là khó chơi, không biết tôi có đánh được không. Vẫn hy vọng là tôi có thể là chiến được. Không chắc đã chiến được nhưng mà cố. Chúng ta team được khá đồng đều. Pokemon của chúng ta khá đồng đều đấy, thấy chưa? Hình như là con Evetro vừa tăng cơ vừa làm đam luôn anh em. Khỏe vãi cả đạn luôn. Thật sự là khỏe vãi cả đạn luôn anh em. Được, đấy. Chúng ta có phúc lợi gì ở đây? Lại có tiệc chưa? Ăn tí anh em ạ nhờ. Ok, túi đồ Pokemon rèn luyện. Mình chắc là mình sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày thôi nhờ. Bây giờ thì cũng không có cái gì. À đấy, có cái gói đồ địa đột phá này. Chắc là đột phá cho Evetro. Cố gắng đột phá cho Evetro lên. Kỹ năng đột phá. Ê à, thiếu khá nhiều anh em nhỉ. Ôi nhưng bị khóa rồi. Nó chưa mở cái cửa này thì làm sao mà đánh được nhỉ. Chị đúng rồi, bó tay chấm com à. Ok, cái này đang hơi cùi. Ơ có đồ xịn không nhỉ? Có cái bảo vật xịn không ta? Thức tỉnh trang sức à? Và đột phá cổ điển à? Ok, bảo vật sửa thi này. Bảo vật xịn đấy anh em. Bùa sửa thi ngẫu nhiên này. Bảo vật hiếm à? Dương bạc Indigo này. Mở hết ra anh em ạ. Hộp tình bạn cao cấp. Nâng cấp cho Evetro đam chính của chúng ta không nâng ấy, hơi phí nhỉ. Thật sự là vì sơ cấp. Ok anh em ơi, bây giờ làm nào nhỉ? Để có thể kiếm thêm mảnh của con đấy đây. Mình đang muốn cho con Pokemon của chúng ta, đó chính là con này, lên sao nữa này. Nó sẽ cần hai con mà hiện tại đang có 29 mảnh thôi. Thì đào đâu ra thêm. Hoặc là mở đi anh em. Mở đâu may mắn lại ra thì sao. Chúng ta muốn tăng thêm sức mạnh thì chúng ta có thể vào đây nhá. Mình sẽ nâng sao về cho những con này nhá. Đang rảnh rảnh thì ngồi nâng sao à. Xong đi mở thêm Pokemon. Tôi sẽ tiêu khoảng 50 vé đi. Ok. Khó thế nhỉ. Khó chịu thật sự luôn. Lên luôn S cộng.
Cái này sẽ tăng thêm cái lực chiến tổng của chúng ta đây anh em. Để ý kỹ nhá, đừng dùng cái con kia nhá. Đừng dùng cái con Disto nha anh em. Mình để nâng cho con Skeeter của chúng ta lên. Không sao, ok. Cái này sẽ tăng thêm lực chiến khá nhiều anh em. Cái này là ngồi lúc rảnh rảnh để mình đánh thôi. Thôi game tính sau nha anh em. Game thì ngày nào tôi cũng đánh rồi. Ôi Ikan, con rắn Abara này nhiều thế. Lên được rất nhiều sao nha anh em. Lên thêm một lần sao nữa. Yêu cầu 3 con. Thật là bá đạo. Thật là bá đạo hạt gạo. Một mình nó lên được mấy sao? 2, 4, 6 sao luôn. Ảo thật sự luôn. Cá sấu con. Đây là cho em mở mảnh ra đấy. Ok, chỉ lên được thế này thôi. Nhiều quá nhỉ, nhiều quá thể luôn. Rồi, con ong. Con Pichel. Pichel, ok, Caterpie. Caterpie xong rồi. Caterpie cũng đã xong rồi anh em. Charmander. Đây, con này nữa. Con này cấp A thế à? Cá cùi. Đấy, một con nhá. Cho nâng cấp rất là nhiều. Hôm nay tốn khá nhiều thời gian để nâng cấp mấy cái này anh em. Mất rất nhiều thời gian để nâng cấp. Sao anh em? Để tôi đi mở để tôi có thể cho con kia lên. Con kia thiếu mảnh quá. Không còn làm cách nào khác được anh em. Bắt buộc phải cho từng con lên một. Monkey. Wow. Monkey cả đống luôn này. Hai con. Không đủ lên như con rắn nhỉ. Con rắn lên nhiều dã man. Nhưng mà con này thì lên khá ít. Monkey. Dưới này vẫn còn anh em ạ. Đấy. Con cá. Con cá. Ok. Veronas. Lắm thế nhờ. Cái này không thể lên nhanh được anh em. Mà phải mất thời gian ha. Thôi tôi nghĩ là được rồi anh em. Tôi sẽ mở 50 vé thôi mà. Có phải nhiều đâu. Có 50 vé thôi mà. Làm phát đấu trường nữa anh em ạ. Đủ thời gian rồi đấy. Cho lên 140.000 lực chiến anh em ạ. Tổng. Cho tổng cái lực chiến nó lên được đấy. Lên được khá nhiều. Chắc là thắng rồi. Ui thua anh em ạ. Không để ý kỹ. Quảng luôn anh em. Thấy chưa? Dễ đâu đúng không? Không hề hề dễ hề dễ, dễ tí nào nha. Ok, trở về thôi. Chúng ta đợi thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi vào trong khỏi cửa hàng mà cho vào trong rút thẻ anh em ạ. Kim cương. Rồi, rút 5 lần nhé anh em. 50 vé. Ui, Chico, không cần. 20. Regisoy. 30. Ui, 3 con đen luôn. 40. Ui. Thế chú anh em lại không đủ chỗ rồi. Vãi cả đạn luôn. Không có đủ chỗ Pokemon luôn anh em ạ. Kinh hoàng thật sự luôn. Muốn nâng cấp lên mà bọn này nó không cho chỗ thì nâng kiểu gì. Ôi nhầm nhá. Tí oảng. Tôi cần thêm ít nhất là 10 chỗ trống nữa anh em. Mấy con S này hay nhầm lắm nhá. Và đúng Disto thì đúng là nhọ. Thì quá nhọ luôn. Monkey. Ok. Cần 3 con. Lên được ngay. Cần 10 vị trí hoặc là 20 vị trí gì đấy. Cho nốt vé đi. Nhờ. Tôi nghĩ là cần thêm 20 vị trí anh em ạ. Ây dồ, tí nhầm. Chico. Con đấy không ai đánh mấy nhỉ. Thật sự không ai đánh con đấy mấy. Cá vàng. Con này cấp A rồi à.
con ếch à? Con ếch đấy, ếch sao chép à? Nhìn trong mặt nó khá là buồn cười anh em nhỉ. Clouchers, ok. Con ong ạ. Listel, ok anh em. Tiếp theo là con này. Timbert. Đơn giản. Snowver. Ok. Cấp độ A, nó chỉ là con vịt. Pixie Duck. Pixie Duck, ok, chắc là tôi đủ 20 vị trí rồi đấy nhỉ. Không chắc là đủ 20 vị trí nhưng mà cứ rút thôi anh em. Tôi cần một con đấy nữa. Bọ ngựa. Trời ơi, ui, Regicide này. Vai đạn, không được con bọ ngựa nào luôn anh em ạ. Cuộc đời bạc bẽo thật sự, không được con bọ ngựa luôn. Quá buồn luôn. Pokemon. Đồ gì đang là ngon nhất trong này? 22 HP tăng, tốc độ tăng, kỹ năng hệ bọ cỏ mặt đất tăng lên 5%. Con này là hệ gì? Nó là hệ bay và hệ bóng tối các em ạ nhá. Cái nào để cho hệ bay ấy? À đây, cái này hệ bay này. Bạo kích 5%. Tôi nghĩ cái này sẽ hợp lý à. Tăng 12%. Cái nào ngon hơn? Cái này ngon hơn. 224 tốc độ HP, ok. Ma độc nước, cái này mình sẽ trang bị con này hơn anh em ạ, tại vì nó là hệ bay. Cái này nó sẽ tăng cường thêm cho hệ bay nhá. Bay điện, ok, nâng cấp luôn này. Ok. Cho nâng lên cho nó khỏe lên anh em ạ, tội gì. Lên phát 24 luôn á. Lên tầm khoảng 20 là đẹp. Đấy, như thế này là đẹp rồi. Ok, lực chiến sẽ được tăng cường lên đấy. Con này lực chiến đang là 31.000. Đấy, hoppa có thể là nâng thêm một cái đồ này. Chẳng hạn này, một cái đồ này chưa nâng luôn. Có thể nâng thêm cho nó khỏe hơn. Đồ trang sức à? Đồ trang sức thì mình không lên được. Có lên sao thì lên thôi. Nâng cấp nhanh này. Đấy, bây giờ thì mình cảm giác mình khỏe hơn trước một xíu à. Tôi có 2 lần rút được cái đoạt bảo này. Tôi bảo chắc là thôi anh em, dừng rồi. Mình 17 phút rồi. Tập này hơi lâu rồi anh em. Rồi nhé. Ok, xin chào và hẹn lại anh em trong cái tập kế tiếp nhá. Cái này thì không được, mình có VIP 7 thôi nhá. Hôm nay khá là hay. Team mình nó khá là mạnh. Đang ổn dần này. Thêm 100 game nhận luôn.